Di tích lịch sử Gò Đống Đa. Gò Đống Đa nằm ở giữa trung tâm quận Đống Đa, là một di tích mang nhiều giá trị lịch sử to lớn, minh chứng cho chiến thắng lừng lẫy của người anh hùng dân tộc Quang Trung. Đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 1 năm Kỷ Dậu 1789, trận đánh của nghĩa quân Tây Sơn do đô đốc Đặng Tiến Đông chỉ huy đã phá tan đồn Khương Thượng của quân Thanh, khiến tướng Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở cây đa núi ốc nay gần chùa Bộc. Trận đánh này đã mở đường cho đại quân của vua Quang Trung từ phía Ngọc Hồi tiến về kinh thành Thăng Long. Quân Thanh chết như ngả dạ. Quang Trung lệnh cho thu nhặt xác giặc vào 12 hố rộng để chôn lấp, nhưng do xác giặc quá nhiều đã tạo thành những gò cao từ Thịnh Quang đến Nam Đồng. Về sau, những gò này đã mọc tùm nên dân ta gọi là Gò Đống Đa. Năm Tự Đức thứ tư 1851 có lệnh mở đường mở chợ khu giáp với Thịnh Quang và Nam Đồng. Trong quá trình đào bới có rất nhiều hài cốt chồng lấn lên nhau, người ta thu nhặt lại và chôn vào một cái hố giáp núi xưa thành gò thứ 13, gò còn lại cho đến ngày nay. Công viên di tích Gò Đống Đa năm 1989 nhân kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, Ủy ban thành phố Hà Nội đã thành lập công viên văn hóa Đống Đa trên cơ sở của khu vực Gò Đống Đa, tổng diện tích lên đến 21.000 m², bao gồm hai khu vực tượng đài vua Quang Trung, nhà trưng bày và khu vực Gò Đống Đa cũ. Khu vực tượng đài có diện tích 15.000 m², có đặt tượng vua Quang Trung bằng bê tông cốt thép nặng 200 tấn, cao 14,65 m, và hai bức phù điêu mô tả trận đánh của quân ta dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung. Phía sau khu tượng đài là nhà trưng bày với diện tích 100 m². Bên ngoài có đặt mô hình mô phỏng hai khẩu súng thần công được dùng trong trận chiến năm xưa. Khu Gò Đống Đa có diện tích 6.275 m², cổng chính nằm ở phố Tây Sơn. Trước đây, phía cổng chính dẫn lên gò có miếu Trung Liệt thờ cúng những linh hồn đã chết trận trong trận đánh năm Kỷ Dậu, nhưng hiện nay không còn nữa. Năm 1990, một bia đá nặng 8 tấn được dựng ở trên đỉnh gò, có khắc lời hịch của vua Quang Trung: đánh cho sử chi Nam Quốc, anh hùng chi hữu chủ, tức đánh cho biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ. Lễ hội Gò Đống Đa. Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm để tưởng nhớ công lao to lớn của những người con đã làm nên chiến thắng Xuân Kỷ Dậu năm ấy. Mọi người từ khắp nơi hội tụ về dâng hương, làm lễ, tạo nên không khí hân hoan náo nhiệt. Tại lễ hội còn tái hiện cảnh vua Quang Trung đại phá quân Thanh, tiến vào thành Thăng Long, làm sống dậy hào khí Tây Sơn hào hùng. Qua bao thăng trầm thời gian, Gò Đống Đa vẫn mãi là minh chứng cho một trận chiến oanh liệt của dân tộc ta, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Sáng ngày 9 tháng 2, nhân kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2019, Gò Đống Đa được công nhận là di tích quốc gia cấp đặc biệt.